trận đánh đảo Thổ Chu năm 1975, Khmer Đỏ đền tội. Chào các anh em của Mr. Sui, chúc các anh em một ngày tốt lành. Khmer Đỏ, chúng ta đã nói về chúng quá nhiều, về những tội ác, về cách mà chúng phải đền tội. Nhưng vẫn có một nơi mà Sui chưa từng nhắc đến trong các video của mình, đó là đảo Thổ Chu. Nơi đây, vào tháng 5 năm 1975, bọn Khmer Đỏ với cái luận điệu thốt nốt từng mọc trên đảo này nên đã xua quân đến đánh chiếm đảo. Những tưởng làm thế là hay, nhưng không, chúng đã phải trả một cái giá rất đắt khi dám chọc ghẹo nỗi buồn của Mỹ. Vậy trong video ngày hôm nay, Sui sẽ cho các anh em một góc nhìn tổng quan nhất có thể về trận đánh đảo Thổ Chu năm ấy và bọn Khmer Đỏ đã phải đền tội như thế nào. Thắp hương chùa thì thiện, mà chơi với nghiện thì bẩn. Khmer Đỏ trong khoảng thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 hiện rõ nguyên hình không hơn không kém là một đám nhố nhăng, ô hợp. Đã từ lâu, chúng là tác giả của những màn đánh lén quân giải phóng chúng ta trên đất Campuchia. Và trong trung tuần tháng 5 năm 1975, chúng cả gan đưa quân vào đánh chiếm đảo Thổ Chu của chúng ta, bắt cóc và sát hại nhiều người dân vô tội. Nhưng trước khi vào chi tiết trận đánh thì tôi xin điểm qua sơ lược về đảo Thổ Chu. Đây là một cụm đảo mang tên hàng hải quốc tế là Pulo Panjang, bao gồm 8 đảo. Trong đó có diện tích lớn nhất là đảo Thổ Chu, khoảng 10 km2, 7 đảo còn lại có diện tích khoảng 1 km2. Về vị trí địa lý, nơi gần Thổ Chu nhất là Phú Quốc cũng xa đến hơn 100 km. Nếu tính từ phía tây bắc của mũi Cà Mau thì quãng đường di chuyển lên đến 85 hải lý, tức là khoảng 157 km. Địa hình di chuyển trên đảo chủ yếu chỉ có một con đường mòn dài khoảng 1,8 km, còn lại đều phải đi bằng thuyền. Trên đảo, tại hướng đông nam có các bãi giang, bãi mun, bãi nhất. Phía tây nam có bãi ngự rộng khoảng 600 mét. Trong số các bãi kể trên thì có các bãi ngự, bãi mun, bãi giang là thích hợp cho tàu thuyền neo đậu. Trong thời kỳ nằm dưới sự quản lý của ngụy quyền, Thổ Chu có dân số ước tính 600 người, bao gồm 200 gia đình, đa số là người Kinh gốc tại rạch giá di cư sang và 4 gia đình gốc Khmer. Họ sinh sống tập trung chủ yếu tại bãi ngự, kế sinh nhai đến từ nghề đánh cá và làm nương. Nhân dân trên đảo thời kỳ ấy đều tiếp thu và thấm nhuần tinh thần cách mạng, nhưng vì khoảng cách địa lý và khó khăn trong việc di chuyển nên ta không có cơ sở cách mạng tại Thổ Chu lúc ấy. Cho đến năm 1975, ngụy quân trên đảo sau khi hay tin về nội các đã bám càng ra nước ngoài thì cũng bỏ dân chạy về đất liền hoặc tự lấy tàu bỏ chạy ra nước ngoài. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1975, Khmer Đỏ cho thuyền của chúng đổ bộ lên bãi dài thuộc đảo Phú Quốc, nhưng nhanh chóng bị các chiến sĩ ta bắn cho cái tàu thành rổ vẩy rau. Tiếp đến, vào ngày 10 tháng 5 năm 1975, chúng dùng tàu LCM cùng với 3 tàu PCE để đánh chiếm đảo Thổ Chu. Theo ký ức của ông Tư Sĩ, là một người dân sống trên đảo, thì trước khi Khmer Đỏ ập lên đảo, ông đã được lính ngụy bảo lên tàu ra nước ngoài cùng chúng. Nhưng ông không đi và quyết tâm ở lại chờ bộ đội ta ra tiếp quản. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, khi ông đang rửa bồn nuôi đồi mồi của mình thì thấy tàu Khmer Đỏ chạy vòng quanh đảo để bắt người trên các tàu vượt biên đi nước ngoài. Sau đó, chúng đổ bộ lên đảo. Ban đầu bọn tàn ác ấy bảo rằng mình là đàn em của quân giải phóng ra để giữ đảo giúp chúng ta và cho mỗi hộ dân 10 kg gạo. Nhưng mà kìa, có cái gì đó sai sai. Chúng tôi có nhờ ai giữ giúp đảo mình đâu. Trong những ngày chúng chiếm đảo, chúng đã bắt dân đi đảo công sự, nhặt súng ống của quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại. Cho đến ngày 23 tháng 5 năm 1975, địch dồn dân ta đưa lên tàu của chúng về Campuchia. Một số người bị chúng hành quyết dã man ngay trên biển. 500 nhân mạng khác cũng bị đưa về Campuchia và chịu chung một kết cục thảm thương. Tin tức đám quân Khmer Đỏ chiếm đóng đảo Thổ Chu chỉ đến được với các chỉ huy của ta sau đó hơn một tuần lễ bởi một số người dân thoát về được. Sau tin báo ấy, phía quân đội ta đã cử máy bay L-19 đi trinh sát hiện trường và phát hiện đúng là đảo Thổ Chu đã bị Khmer Đỏ chiếm đóng hoàn toàn. Ngày 20 tháng 5 năm 1975, Trung tướng Lê Trọng Tấn, khi ấy đang là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã thay mặt Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho quân khu 9 đánh chiếm lại toàn bộ các đảo và đất đai chủ quyền thuộc Việt Nam bị Khmer Đỏ chiếm đóng. Trước đó 2 ngày, tại Phú Quốc, một hội nghị quân sự cũng đã được tiến hành, thống nhất kế hoạch tác chiến giải phóng đảo Thổ Chu. Thông qua thông tin sơ lược mà người dân cung cấp cho phía quân đội, trên đảo có khoảng một tiểu đoàn địch với hỏa lực mạnh, bao gồm 3 khẩu 12 ly 7, 3 súng cối 60, 81 và 82 ly, 2 khẩu DKZ 75 và 106,7 ly của Mỹ. Tại bãi ngự phía tây nam đảo có một trung đội địch đóng quân, các bãi mun và bãi giang có một trung đội, bãi cao và hòn từ chúng bố trí 2 trung đội. Về phía quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta, vào lúc 13 giờ ngày 23 tháng 5 năm 1975, các lực lượng tham gia giải phóng đảo Thổ Chu đã thẳng tiến ra Thổ Chu từ cảng An Thới, Phú Quốc. Trận này ta đã đưa ra lực lượng đủ để mỗi tên Khmer Đỏ phải một mình cân ba. Đội hình di chuyển đến đảo bao gồm tiểu đoàn bộ binh 410 thuộc trung đoàn 195, 2 tàu tuần tiễu 100 tấn của trung đoàn 175 Hải quân, 2 tàu vận tải 50 tấn số hiệu T-643 và T-657 của trung đoàn 125 Hải quân, một đại đội đặc công nước của trung đoàn 126 đặc công Hải quân, quân số 39 người,
một đại đội du kích huyện Phú Quốc 25 người. Cùng với đó là các tàu vận tải đổ bộ LCM-8 và tàu PCF ta thu được từ chính quyền ngụy. Do các tàu LCM-8 và PCF là vũ khí loại 2 nên vận hành các tàu này là sĩ quan và nhân viên Việt Nam Cộng Hòa thuộc đoàn Hải quân Phú Quốc. Về hỏa lực và quân số, tham gia đổ bộ chủ yếu đến từ tiểu đoàn 410 trước đó đóng quân tại Kiên Lương, Kiên Giang, chia thành 3 đại đội. Hỏa lực mạnh nhất là một khẩu pháo 82 ly với 30 viên đạn. Ngoài ra còn lại là B-40, B-41 và Trung Liên. Các tàu đổ bộ cơ giới LCM-8 có lượng giãn nước 113 tấn, được trang bị 2 khẩu 12 ly 7 yểm trợ đổ bộ. Tàu PCF có lượng giãn nước 16 tấn cũng được trang bị hỏa lực gọn nhẹ, gồm súng 12 ly 7 và cối 81 ly. Trên mỗi tàu PCF có 4 lính là sĩ quan, nhân viên chế độ cũ nên ta đưa theo 3 chiến sĩ đặc công đi kèm mỗi tàu. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng ta đã có thể quan sát thấy đảo Thổ Chu từ xa. Lúc này có một chiếc tàu cá từ đảo chạy ra hướng về Campuchia. 19 giờ 35 phút ngày 23 tháng 5 năm 1975, lực lượng của ta đã tập trung đủ đội hình tại bãi bao cát chuẩn bị xuất phát đổ bộ lên đảo. Lực lượng đổ bộ gồm tiểu đoàn 410, một trung đội địa phương của đảo Phú Quốc cùng với 11 cán bộ dẫn đường bởi người dân địa phương trên đảo. Theo kế hoạch đề ra, quân ta sẽ bí mật đổ bộ lên đảo, sau đó đồng loạt nổ súng tiến công với yểm trợ hỏa lực của tàu chiến. 21 giờ 15 phút, tàu T-643 bắt đầu tiến vào bờ biển đảo Thổ Chu từ phía đông bắc, đưa phân đội đặc công trên tàu lên chiếm bãi đổ bộ. 15 phút sau, bãi đổ bộ được chiếm giữ thành công. Hai tàu LCM-8 bắt đầu đưa bộ binh tiến vào, chuẩn bị đọc lệnh cho Khmer Đỏ nghe. Sau 45 phút, các phân đội bộ binh đều đã đặt chân lên đảo. Theo kế hoạch, đặc công sẽ tiến công bãi Mun. Bãi Giang được giao cho trung đội địa phương Phú Quốc tiến hành đọc lệnh. Tiểu đoàn 410 sẽ đảm nhận quy hoạch trại của đám lính Khmer trên các bãi ngự và bãi nhất. 3 giờ 45 phút sáng, hai tàu LCM được lệnh ở lại vị trí cảnh giới phía bắc đảo Thổ Chu, cách bãi đổ bộ khoảng 1 hải lý. Ba tàu PCF vòng về hướng tây và dừng lại chờ lệnh tại Hòn Khô, sẵn sàng chiến đấu chi viện cho mũi tiến công tại bãi ngự. Hai tàu vận tải T-643 và T-657 vòng qua hòn Cao Cát sang phía đông nam. 5 giờ 15 phút ngày 24 tháng 5 năm 1975, tiểu đoàn 410 nổ súng tiến hành quy hoạch bãi ngự. Các mũi khác cũng đồng loạt nổ súng. Ba tàu PCF tiến vào trước bãi ngự, dùng hỏa lực chi viện cho bộ binh tiến công. Quân Khmer Đỏ từ trên bờ bắn trả tàu của ta bằng súng cối và DKZ, nhưng hỏa lực yếu, thêm cả bắn hơi bần, nên không gây ra thiệt hại gì mấy. Tại bãi Mun, đặc công đã làm chủ được bãi ngay từ những phút đầu. Mà cũng đúng, đặc công đến Mỹ còn xem là ông kệ như đám mafia sợ John Wick thì làm chủ bãi ngay từ những phút đầu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trung đội địa phương của đảo Phú Quốc cũng làm chủ được một phần bãi đông lúc 7 giờ sáng, dồn địch vào co cụm lại trong các công sự. 7 giờ 15 phút sáng, hai tàu LCM-8 cảnh giới phát hiện một tàu lạ tiến tới đảo. Ba tàu PCF lập tức nhận được lệnh vòng lên phía bắc kiểm tra, sẵn sàng đọc lệnh cho đám trên tàu này. Tàu T-643 từ hướng đông nam cũng chở theo một tổ đặc công đến chi viện các tàu PCF. Sau khi tiếp cận mục tiêu, ba tàu PCF báo về trên tàu có nhiều người được trang bị vũ khí và treo cờ đỏ. Và thế là hết. Hải quân ta tổ chức vây bắt tàu này. Tàu T-643 và một tàu LCM-8 cập sát tàu lạ, bắt sống tàu và 40 tên địch. Tàu T-657 khi đang tiến về bãi đông cũng phát hiện một tàu lạ và nhanh chóng biến chiếc tàu thành một vụ start-up thất bại, rất nhiều lỗ. 8 giờ 30 phút ta làm chủ hoàn toàn bãi đông. Trên bãi ngự, tình hình chiến đấu vẫn diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Cho đến 10 giờ sáng, các đơn vị chiến đấu tại bãi ngự báo về sắp hết đạn và xin chi viện từ các tàu. Nhưng do khi hành quân lên đảo, các đơn vị đã mất liên lạc với tàu nên tàu đã không thể tiếp viện. Tiểu đoàn trưởng Võ Hồng Thanh đã cho các chiến sĩ đảo công sự tại chỗ bắn tỉa địch chờ trời tối sẽ xin tiếp viện. Nhưng mà ông bà ta có câu thánh nhân đãi kẻ khủ khờ. Trong lúc đại đội 1 của tiểu đoàn 410 đang đi lấy cây về để ngụy trang cho công sự thì phát hiện một kho đạn. Đúng rồi, là cả một kho đạn đủ chủng loại do Trung Quốc sản xuất, được bọn Khmer Đỏ giấu gần bờ suối. Nhờ kho đạn trời ban này mà tình thế trận đánh đảo chiều ngay lập tức. 14 giờ ngày 24 tháng 5 năm 1975, các đại đội của tiểu đoàn 410 sau khi bổ sung đạn dược, lệnh tiếp tục tiến công địch. Cho đến 14 giờ 30 phút chiều, tàu T-643 và 3 tàu PCF bắt đầu nổ súng chi viện cho tiểu đoàn 410 trên bãi ngự. 16 giờ chiều, các sở chỉ huy của địch trên bãi ngự đã bị chúng ta chiếm đóng. Địch chạy lên các ngọn đồi xung quanh bãi. Sở chỉ huy với quyết tâm giải quyết nhanh gọn cho các anh em còn về ăn cơm chiều đã tăng viện thêm cho lực lượng 2 tàu K-62. Các tàu K-62 có lượng giãn nước 135 tấn, trang bị hỏa lực khủng bao gồm 2 pháo 37 ly nòng đôi và 2 pháo 25 ly nòng đôi, đón 2 tàu K-62 là tàu T-657. 9 giờ sáng ngày 25 tháng 5 năm 1975, quân ta tiếp tục tấn công địch ở bãi ngự với 2 tàu tuần tiễu được trang bị hỏa lực mạnh. Sức mạnh yểm trợ cho bộ binh ta tăng lên rõ rệt như các chất tướng lát game đã lên đủ đồ vậy. Các khẩu pháo 37 ly được hải quân bắn vào các điểm cao ở đông nam bãi ngự và pháo 25 ly dùng để bắn áp chế bộ binh địch.
trước sức mạnh của hai người chơi hệ cao thủ nạp tiền mới đến, quân Khmer Đỏ nhanh chóng tan rã. Từ phía Bắc Bãi Ngự, 100 tên địch ra hàng, dùng văn mẫu kính thưa hội đồng xét xử để xin được giảm tội. Đến 12 giờ trưa ngày 25 tháng 5 năm 1975, tại phía Đông Nam, 56 tên khác với cùng văn mẫu cũng ra hàng, chờ đọc lệnh khởi tố. Tại Bãi Mun, 18 tên Khmer Đỏ khác cũng ra đầu hàng các ông kệ đặc công. Đảo Thổ Chu được quân ta giải phóng và giành lại thành công. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1975, các đảo nhỏ khác cũng đã được giành lại và kết thúc trận đánh. Sau 3 ngày chiến đấu, Hải quân Việt Nam và quân khu 9 đã loại khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn của địch, tịch thu toàn bộ tang vật gây án, bao gồm vũ khí, tàu thuyền, khí tài, trang thiết bị. Phía ta sau trận đánh hy sinh 4 chiến sĩ và bị thương 14 người. Từ trận đánh tại đảo Thổ Chu, có thể thấy được rằng chúng ta rất kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu sau ngày giải phóng, chứ không có cái trò bán đảo như các bạn xuyên tạc hay nói đâu nhé. Về đảo Thổ Chu thì hiện tại đảo là một tiền đồn quân sự bảo vệ chủ quyền trên biển của ta, có lực lượng biên phòng bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đảo hiện tại chưa được khai thác du lịch nên có rất nhiều bãi biển đẹp, dạng san hô nguyên sinh và hoang sơ. Để đến đảo có thể đi bằng hai con đường từ Phú Quốc vào các ngày mùng 10, 15, 20, 25 và 30 hàng tháng và trở về trong các ngày mùng 6, 11, 21, 25, mất khoảng từ 4 đến 5 tiếng, và từ Rạch Giá vào ngày mùng 5 hàng tháng, trở về vào ngày 25 hoặc 30. Trên tàu cũng có một ngọn hải đăng cao 140m, phục vụ cho các hoạt động của người dân sinh sống trên đảo và là nơi quan sát đảo của lực lượng biên phòng. Để có thể du lịch tại Thổ Chu hiện tại thì cần có giấy phép từ các cơ quan quản lý và được chỉ dẫn bởi bộ đội biên phòng ở một số khu vực nhất định. Kết thúc video ngày hôm nay tại đây, các anh em có cảm nghĩ gì về trận đánh đảo Thổ Chu bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta khiến bọn Khmer Đỏ phải trả giá vì chọc giận nỗi buồn của người Mỹ? Hãy để lại một bình luận phía bên dưới cho Xuôi được biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử, ấn nút like, share video để kênh ngày càng phát triển anh em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.